Thưa quý vị và các bạn, Kon Tum là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của cả nước. Cùng với sự phát triển của xã hội, tài nguyên môi trường đã có phần bị tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo tồn, duy trì phát triển đa dạng sinh học. Chính vì vậy, việc chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai trên địa bàn tỉnh được cho là hiệu quả khi hàng năm đã huy động được nguồn lực tài chính ngoài ngân sách đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Theo quy định, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cá nhân hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng như thủy điện, nước sạch, du lịch, sinh thái, nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trong quá trình sản xuất hoặc các nhà máy thải khí CO2 phải chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nguồn thu này được cơ cấu trong giá thành sản xuất, nộp ủy thác vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng để chi trả cho các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đảm nhận trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh rừng. Thủy điện Đắc Pô Cô ở huyện Đắc Tô chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2017 là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai, có trụ sở chính đứng chân trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và thuộc đối tượng phải chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hiện tại, công ty đang quản lý vận hành hệ thống công trình và nhà máy thủy điện Đắc Pô Cô có công suất 15 MW với 2 tổ máy hoạt động. Sản lượng điện trung bình hàng năm theo thiết kế là 51 triệu kWh. Được biết, trong thời gian qua, đơn vị luôn đảm bảo an toàn trong sản xuất cũng như vận hành an toàn hồ đập, nỗ lực quản lý vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả công trình thủy điện, tối ưu hóa doanh thu và chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chỉ số hiệu quả hoạt động tổ máy. Nói chung cái nhà máy thủy điện Đắc Pô Cô thì cái hồ chứa nhỏ, thì chủ yếu là sử dụng lưu lượng lớn, cục áp thì thấp, cho nên cái việc mà chi trả dịch vụ môi trường rừng thì nó góp phần nó duy trì cái nguồn nước, nó ổn định cái nguồn nước, là vì là nhà máy là hồ chứa nhỏ, cho nên cái việc mà giữ nguồn nước, duy trì nguồn nước thường xuyên là cho cái việc phát điện thì là rất là tốt, là nó đảm bảo cái doanh thu cho nhà máy. Tiền dịch vụ môi trường rừng thì chi trả theo cái sản lượng điện thương phẩm là từng kilowatt, là nó là 36 đồng trên 1 kilowatt là công ty bán ra cho điện lực miền Trung. Các cái nhà máy khác, thí dụ như cái nhà máy lớn hơn thì cái sản lượng điện sẽ lớn hơn, thì cái phần đóng góp vô cái quỹ dịch vụ môi trường rừng thì sẽ lớn hơn. Còn ví dụ như còn cái nhà máy thì điện Đắc Pô Cô thì công suất 15 mê, thì cái sản lượng điện như thế thì cũng là tương đối so với các cái nhà máy cùng công suất. Hoạt động sản xuất có hiệu quả, đơn vị còn thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định. Cụ thể, trong năm 2022, đơn vị đã nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng. Định kỳ, đơn vị tự kê khai số tiền dịch vụ môi trường rừng phải chi trả ủy thác vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum. Ngoài ra, đơn vị thực hiện công tác bảo trì và vận hành các tổ máy hợp lý, hạn chế nước xả thừa qua đập tràn nhằm khai thác sản lượng điện tối đa. Cũng có một số khó khăn. Ví dụ như năm ngoái thì cái dịch bệnh thì cái quá trình huy động công suất nó ít lại, thì cũng làm giảm cái doanh thu của nhà máy phần nào đó. Rồi là cái mực nước hôm nay cũng vậy, thì nó không cái hồ chứa nó nhỏ, thì là cũng không có tích được khi mà nước nó về lớn. Thì nó cũng đó cũng khó khăn, nhưng mà thì công ty thì cũng nắm bắt được cái việc đó, thì cũng giải quyết được, thì so với các cái nhà máy khác thì doanh thu thì nó cũng ổn định. Hầu hết các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đều hưởng ứng chủ trương chính sách của nhà nước về chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm góp phần cùng các chủ rừng quản lý bảo vệ tốt nguồn tài nguyên môi trường rừng trong phạm vi lưu vực nhà máy thủy điện hoạt động. Đơn cử như Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc Rosa ở xã Đắc Chăm, huyện Đắc Tô. Đơn vị này cho rằng với tính chất đặc thù của các công trình thủy điện là dựa vào nguồn nước thiên nhiên, nên việc vận hành của nhà máy có thật sự bền vững hay không, trước hết là phụ thuộc vào sự ổn định về môi trường sinh thái của cả lưu vực. Chính vì vậy, việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là chuỗi mắt xích
trong các quá trình duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy thủy điện. Ý thức được điều đó, trong hơn 15 năm qua, công ty cổ phần thủy điện Đắc Rơ Sa luôn thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đầy đủ và đúng hạn cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum. Điều này nhằm đóng góp một phần trách nhiệm cùng với các chủ rừng bảo vệ và quản lý thật tốt những cánh rừng đầu nguồn. Theo cái sản lượng thiết kế của hai nhà máy là 44 triệu kWh, thì hàng năm thì nếu như năm nào mà thủy văn thuận lợi thì cái sản lượng điện nó sẽ tăng lên, là nó dao động từ 46 đến 48 thì cái phí dịch vụ môi trường rừng nó sẽ cao lên. Còn năm nào mà thủy văn nó không thuận lợi thì nó sẽ thấp xuống, nó chỉ đạt được khoảng 40 triệu kWh thì cái phí dịch vụ môi trường rừng thì nó sẽ thấp xuống theo. Sau một thời gian đi đưa vào hoạt động thì hiện tại thì cái khó khăn nói chung là hiện tại thì mùa khô nó kéo dài nè, và thứ hai là cái lòng hồ thì hiện nay nó đã bồi lắng gần như là 100% rồi, nên là không có cái dung lượng hữu ích để mình trữ nước nữa. Thì bây giờ trong công tác vận hành thì mình phải thực hiện tiết kiệm, thứ nhất là tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tận dụng tối đa nguồn nước và phát vào các cái khung giờ các cao điểm để nhằm tăng cái doanh thu cho doanh nghiệp, và tăng doanh thu cho doanh nghiệp thì cũng tăng cái tất cả các khoản từ khoản thuế phí cho nhà nước. Theo ông Đỗ Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Môi trường và Đô thị Đắc Hà, hiện đang quản lý nhà máy xử lý nước sạch thị trấn Đắc Hà, một trong những đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch phải kê khai và nộp tiền dịch vụ môi trường rừng ở Kon Tum. Từ năm 2012 đến nay, nhà máy đã kê khai và nộp tiền dịch vụ môi trường rừng đầy đủ theo từng quý. Căn cứ trên hợp đồng ủy thác được ký kết với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum. Được biết, nhà máy xử lý nước sạch thị trấn Đắc Hà cung cấp hơn 274.000 mét khối nước sạch trên một năm cho người dân trên địa bàn thị trấn Đắc Hà. Tính từ năm 2016 đến nay, nhà máy đã nộp gần 90 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum để chi trả cho các đối tượng cung ứng. Theo ông Hưng, chi trả dịch vụ môi trường rừng là một chính sách cần thiết góp phần vào việc bảo vệ và phát triển rừng. Dịch vụ này giúp cho Kon Tum có nguồn kinh phí để chi trả cho công tác bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ đất, hạn chế xói mòn, bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối, điều tiết và duy trì được nguồn nước, giúp cho việc sản xuất nước sạch được đảm bảo, cơ sở sản xuất chủ động được nguồn nước để cung ứng đủ và kịp thời cho người dân. Cơ sở để trích nộp thì chúng tôi căn cứ vào cái chỉ số của đồng hồ đo đếm nước thô được lắp đặt tại ở nhà máy và được sự quản lý kết hợp giữa với ban thủy lợi quản lý các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum để lấy cơ sở để thanh toán và thực hiện nộp cái dịch vụ phí bảo vệ rừng theo quy định. Năm 2022, trung tâm đã thực hiện nộp phí dịch vụ bảo vệ rừng 274.000 mét khối trên năm, tương ứng với số tiền khoảng 14.500.000 đồng trên năm. Quan điểm của tôi thì tôi nghĩ thấy rằng việc đóng cái chi phí về dịch vụ bảo vệ rừng đây là một việc làm hết sức là thiết thực, vì từ cái việc bảo vệ rừng này thì mới có cái nguồn nước sạch, các cái nguồn lợi khác để đảm bảo để mới phục vụ nhân dân được. Cho nên chính việc này cần phải làm tốt hơn nữa thì việc bảo vệ rừng và cái nguồn nước sạch và nguồn nước mạch mới giữ được nguồn nước mạch và nước sạch được để phục vụ nhân dân này một tốt hơn. Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, công tác quản lý thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng trong thời gian qua được Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh tăng cường thường xuyên, tuân thủ nguyên tắc thu đủ đúng kịp thời theo quy định của chính sách và phân bổ quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đúng đối tượng, đúng mục đích. Từ đầu năm 2023 đến ngày 15 tháng 4 năm 2023 thì chúng tôi đã thu được hơn 103 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Thì trong đó 99% là từ các nhà máy thủy điện, còn lại 1% là từ nước sạch rồi các cơ sở công nghiệp và tiền lãi, tiền gửi ngân hàng. Thì nói chung là cái nguồn thu dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thì chủ yếu là từ
các nhà máy thủy điện. Và cái nguồn thu này thì nó có biến động tăng giảm tùy vào tình hình sản xuất thủy điện của các nhà máy thủy điện. Việc tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thì được Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum xác định là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mà phải thực hiện thường xuyên liên tục bằng nhiều biện pháp mà khác nhau để mà làm sao đưa chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đi vào cuộc sống. Chúng tôi cũng thường xuyên là rà soát làm việc với các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh để đôn đốc đề nghị các cơ sở này nộp tiền dịch vụ môi trường rừng đúng quy định. Do đó là cái nguồn thu dịch vụ môi trường rừng là Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum thu hàng năm nó đều tăng lên, thì năm sau thì cao hơn năm trước. Để các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng nội tỉnh nghiêm túc chấp hành chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, thời gian qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định về việc triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Cụ thể, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã căn cứ vào Nghị định 156 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc thu tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Bên cạnh đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cũng thường xuyên triển khai các giải pháp đôn đốc các đơn vị kê khai nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định của chính sách, theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình chậm nộp tiền dịch vụ môi trường rừng và có biện pháp xử lý trong thẩm quyền quản lý hoặc tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý. Đồng thời, quỹ làm tốt các nghĩa vụ theo cam kết tại hợp đồng ủy thác đã ký kết với các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng và công khai minh bạch tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bên sử dụng và các cơ quan đơn vị liên quan. Rồi trên cơ sở đó, thì chúng tôi đã làm việc đàm phán với các cơ sở này để ký hợp đồng thu tiền dịch vụ môi trường rừng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thường xuyên rà soát những cái cơ sở mà sử dụng dịch vụ môi trường rừng mới đi vào hoạt động để đàm phán ký kết hợp đồng với các cơ sở này và thu tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định. Chúng tôi cũng thường xuyên làm việc rồi đề nghị Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam thì điều phối cái tiền dịch vụ môi trường rừng mà do Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam thu ở các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng có lưu vực liên tỉnh về cho Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh kịp thời. Rồi chúng tôi cũng thường xuyên là rà soát làm việc với các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh để đôn đốc đề nghị các cơ sở này nộp tiền dịch vụ môi trường rừng đúng quy định. Do đó là cái nguồn thu dịch vụ môi trường rừng là Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum thu hàng năm nó đều tăng lên, thì năm sau thì cao hơn năm trước. Từ năm 2011, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đến nay, toàn tỉnh đã có 78 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Trong đó có 17 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng có lưu vực liên tỉnh do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam thu và điều phối về các tỉnh, trong đó có tỉnh Kon Tum. Còn 61 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng có lưu vực nội tỉnh do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum ký hợp đồng và thu tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm. Từ nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng hàng năm đã góp phần bảo vệ hơn 380.000 hectare rừng trong lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng, chiếm 66,86% diện tích có rừng của toàn tỉnh.